Công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng đã làm lây lan dịch bệnh theo điều 24 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra cho biết sẽ làm rõ vi phạm của từng cá nhân, khi đầy đủ dấu hiệu vi phạm thì khởi tố bị can. Và trong ngày hôm nay thì phóng viên Chào Buổi Tối cũng đã liên hệ với mục sư Hội Thánh Phục Hưng để lần đầu tiên lắng nghe chia sẻ của bà về vụ việc này. Trao đổi với phóng viên Chào Buổi Tối, bà Võ Xuân Loan, mục sư Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng cho biết bản thân chưa từng nghĩ mình là người làm lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên trong vụ việc này bà vẫn nhận trách nhiệm về phần mình. Bà mong cộng đồng cư dân hãy lượng thứ vì chính bản thân cũng là nạn nhân của dịch bệnh COVID-19 và đang chiến đấu từng ngày trên giường bệnh. Với vai trò là mục sư, bà xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả cộng đồng vì đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đời sống của mọi người. Đồng thời cảm ơn cơ quan chức năng và các nhân viên y tế đã hết sức tích cực và không quản ngại vất vả khó khăn để chữa bệnh, điều trị cho bà con trong suốt thời gian qua. Liên quan đến việc cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bà Loan cho biết do đang điều trị tại bệnh viện nên chưa nhận được thông tin rõ ràng từ cơ quan chức năng mà chỉ biết thông tin qua báo mạng. Tuy nhiên nếu thuộc phạm trù đúng người đúng tội thì bà sẽ chấp hành. Bà Loan cũng cho biết là bản thân bà không biết vì sao mình bị mắc COVID-19. Bà rất ngạc nhiên khi biết tin mình là F0. Vì trước đó vào ngày 2 tháng 5 thì có đi dự một đám cưới ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì sức khỏe của bà đang yếu nên phải thở oxy và điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Thưa quý vị, hôm nay ngày 31 tháng 5 là ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và theo chỉ thị số 16 đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12. Tuy nhiên, xe cộ liên tục đổ về các chốt phong tỏa đã gây ra tình trạng ùn ứ. Vì vậy, mà quận Gò Vấp đã phải tạm gỡ các chốt kiểm soát dịch để tổ chức lại. Hiện tại, thì quận Gò Vấp đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể cho lực lượng thực thi công vụ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp cũng đề nghị người dân khai báo y tế trước khi lưu thông vào địa bàn quận để tránh tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát giao thông. Theo đó, vào cuối giờ trưa ngày 31 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh cho biết địa phương này đang tạm gỡ các chốt kiểm soát ra vào địa bàn quận trong bối cảnh mà thành phố đang triển khai giãn cách xã hội. Chủ tịch quận Gò Vấp nhấn mạnh việc gỡ chốt chỉ là tạm thời và cho biết lực lượng chức năng sẽ có hướng dẫn lập lại chốt chặt chẽ hơn vào thời điểm chiều tối nay. Trước đó, trong sáng ngày 31 tháng 5, tại Gò Vấp đã triển khai các chốt kiểm soát để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16. Tuy nhiên, điều này dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ, ảnh hưởng đến công việc của người dân và doanh nghiệp. Do đó, quận Gò Vấp tạm thời gỡ chốt để giải phóng phương tiện, tránh tập trung đông người trong buổi sáng. Hiện quận đang tổ chức lại việc rà soát y tế và người phương tiện ra vào quận theo quy định. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tuy diễn biến của dịch bệnh đang ngày càng phức tạp và khó lường, thế nhưng người dân Việt Nam vẫn cảm thấy an tâm và ấm lòng hơn bởi tinh thần đoàn kết và tình nguyện xuất hiện ngày càng nhiều ở khắp mọi miền Tổ quốc. Mới đây nhất, một bác sĩ dù đã 78 tuổi, độ tuổi xưa nay hiếm và nghỉ hưu cũng đã lâu, thế nhưng vẫn làm đơn đăng ký tình nguyện ra Bắc Giang để chống dịch COVID-19. Đơn tình nguyện ra tỉnh Bắc Giang tham gia chống dịch COVID-19 của bác sĩ Nguyễn Văn Trang, 78 tuổi, ngụ thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, đã gửi huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương và Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương, Nghệ An trước đó. Bác sĩ Trang tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, từng là một bác sĩ có nhiều năm đảm nhiệm chức vụ trưởng khoa nội nhi Bệnh viện huyện Thanh Chương. Sau khi nghỉ hưu, dù tuổi cao nhưng sức khỏe của bác sĩ Trang vẫn rất tốt và minh mẫn. Ông thường xuyên tham gia các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn huyện và tham gia các hoạt động xã hội được nhiều người dân quý mến. Bằng tâm huyết cao, mong về già còn làm được thêm nhiều việc có ích cho xã hội, bác sĩ Trang muốn tình nguyện đi vào tâm dịch, gia nhập sát cánh cùng đoàn quân áo trắng tại đây trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bác sĩ này cũng chia sẻ thêm, hiểu rõ rằng bản thân có thể gặp rủi ro khi đi vào tâm dịch. Thế nhưng ông tự tin vì có kiến thức chuyên môn để bảo vệ sức khỏe. Nếu không may bị nhiễm bệnh thì cũng không hối tiếc. Và vào ngày hôm nay, trao đổi với bác sĩ Trang, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương chia sẻ. Dù rất trân trọng tình cảm của ông, nhưng vì bác sĩ Trang tuổi đã cao, sức khỏe có hạn, nên không thể cử đi Bắc Giang. Tuy nhiên, tỉnh nhà sẽ huy động ông phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn của huyện. Thưa quý vị, trong khi mà cả nước đang phải gồng mình chống dịch, cố gắng thực hiện thật tốt các chủ trương của chính phủ để dịch bệnh không lan rộng, thì vẫn có những tổ chức cá nhân vi phạm, gây khó khăn cho công tác phòng dịch. Cụ thể, vào chiều ngày 31 tháng 5, lãnh đạo Công an huyện Tứ Kỳ, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ chuyển Ủy ban Nhân dân huyện xem xét xử phạt nhóm khách Trung Quốc tụ tập ăn uống. Cơ quan chức năng cũng xem xét xử lý vi phạm đối với nhà hàng Trung Hoa Phát Ký
về hành vi đã không chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19 và buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 29 tháng 5, thông qua phản ánh của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã ập vào kiểm tra và phát hiện 18 người Trung Quốc và một người Việt Nam đang tổ chức tiệc ở nhà hàng Trung Hoa Phát Ký, địa chỉ tại xã Cộng Lạc, bất chấp lệnh cấm. Kiểm tra, công an phát hiện nhà hàng này còn kinh doanh nước giải khát, một số mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua xác minh bước đầu, nhóm khách mang quốc tịch Trung Quốc đều là chuyên gia làm việc tại một công ty, trụ sở tại xã Cộng Hòa và lưu trú tại đây từ trước. Vì những người này không bị áp dụng các biện pháp cách ly, do đó lực lượng chức năng chỉ xem xét xử lý về hành vi tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, vi phạm quy định chống dịch. Ngày hôm nay, công an xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết đang làm tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân xã khen thưởng biểu dương 3 công dân trên địa bàn vừa kịp thời cứu người thoát khỏi đuối nước. Đây là trường hợp rất hy hữu bởi từ khu vực cụ bà bị trượt chân ngã xuống sông Đào đến nơi được 3 công dân xã Lăng Thành phát hiện và cứu lên thì khoảng cách hơn là 2 km. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 30 tháng 5, khi đang ngồi hóng mát trên đê sông Đào thuộc xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, anh Nguyễn Bá Nghệ, anh Đậu Văn Hoàng và anh Hoàng Danh Cừ nghe tiếng kêu cứu từ dưới sông, phát hiện có người đang chơi với giữa dòng nước. Ngay lập tức, những người này đã lao xuống sông, cứu được một cụ bà vào bờ. Thời điểm này, cụ đã gần như là bị kiệt sức, hoảng loạn. Được biết, cụ tên là Nguyễn Thị Xuân, 72 tuổi. Do khát nước thì cụ đã xuống mép sông để uống, thì trượt chân, ngã xuống nước, bị nước cuốn trôi. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, người thân của cụ đã có mặt để đưa cụ về nhà chăm sóc. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.